Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm 43 của trục đường Đồng Hồ. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8 quận Tân Bình của anh chị. Căn này thì ở đây thì gần ngay chỗ chợ Tân Bình luôn ha, ngay chỗ góc chợ vải Tân Bình rồi của anh chị ha. Thì nếu của chú anh chị nào muốn tìm cái vị trí ngôi nhà này á, mình đi hướng ngay chỗ cái trục đường Lạc Long Quân giao qua lại cái trục đường Đồng Hồ. Ngay chỗ góc ngã tư đó nó có cái trục đường Đồng Hồ. Đồng Hồ này á, thì nó sẽ đi thông ra bên tới ngay chỗ trục đường Lý Thường Kiệt lần cô chú chị. Thì căn nhà mà hôm nay Nguyễn Hoàng sắp review cho quý chị mình là cái căn này nè, một trệt nè, một lầu nằm ở bên trên ha. Không gian này là không gian của khu vực ban công của ngôi nhà của mình. Thì nhà này đường cái là có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Thì cái ban công này nó không có làm được dài ra tới ngoài đây nha quý chị, thì chỉ chủ nhà chỉ có làm được một cái khoảng không gian như vậy thôi ha. Ở một trệt một lầu nó bên trên, hai phòng ngủ nha, một nhà vệ sinh ở bên trên nữa. Dưới bên dưới này nó có một cái nhà vệ sinh nữa nè. Thì không gian này là không gian ở dưới chợt của mình. Thì thềm nhà thì chủ nhà cũng cầm làm chắc cũng cao hơn, chắc khoảng có nửa tấc thôi. Thì ở đây mình có thể mình đậu được 3 đến 4 chiếc xe ngay góc này được nè. Tại vì mình cũng còn chừa một cái lối để cho hẻm mấy hẻm hông này vô nữa ha. Nói chung là vô bên trong đây thì cũng còn khá là nhiều nhà nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này hiện tại là đang thuộc cái con hẻm 43 nha quý anh chị nha. 43 của trục đường Đồng Hồ nha. Ở vô bên trong đây còn rất là nhiều nhà, thì cô chú anh chị mình cũng có thể đậu xe được ngay chỗ góc đó. Mình đậu được khoảng cỡ ba chiếc xe đậu ngay góc đó là thoải mái luôn ha. Một trệt một lầu nằm ở bên trên nha cô chú anh chị. Ở bên trên nó có tổng cộng hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Ở không gian bên hông này có cửa sổ luôn nè ha, không gian bên hông này chủ nhà có làm cửa sổ luôn nè cô chú anh chị ha. Ở không gian này mình đậu được 2 đến 3 chiếc ở đây nè, đội thoải mái luôn. Với lại cách cái vị trí đường xe tải ngoài đó thì khoảng cỡ chừng là 5 mét thôi cô chú anh chị mình, ra tới cái vị trí hẻm xe tải rồi. Xe tải, xe hơi rồi cô chú anh chị mình di chuyển thoải mái nha. Thì cái căn này hiện tại là chủ nhà đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với cái mức giá đó là 2 tỷ 800 triệu nha cô chú anh chị. 2 tỷ 800 triệu nha. Ở giá 2 tỷ 800 triệu nha cô chú anh chị nha. Đây, cái đường ở phía ngoài đây là cô chú anh chị nha. Đây, xe hơi mình mới di chuyển qua luôn nè. Xe hơi mới di chuyển qua luôn của chú anh chị thấy không. Còn cái hướng này là mình di chuyển về bên trục đường Lý Thường Kiệt nha. Ở đây thì di chuyển về bên Lý Thường Kiệt nè. Ở hướng này vô bên trong là tới nhà mình rồi. Cách khoảng cỡ chừng là 5 mét thôi là ra tới cái vị trí xe tải xe hơi rồi của chú anh chị. Cái nhà này hiện tại đang sở hữu bề ngang đó là 3m1 của chú anh chị nha. Bề ngang của ngôi nhà của mình là 3m1 và chiều dài là 7m rưỡi nha của chú anh chị. Ngang 3m1 mà dài là 7m rưỡi của quý anh chị nha. Hiện tại thì cũng hoàn thấy trên sổ là ngang là 3m1, dài là 7m rưỡi, thì chắc là tính luôn cái khoảng không gian sân rồi của quý anh chị. Tính luôn cái khoảng không gian sân này thì mới được 7m rưỡi nè của quý anh chị. Tính luôn cái phần này nha. Thì hiện tại trên sổ là đang thể hiện là chắc là tính từ đây nè, ở 3m1 dài vô trong đó là 7m rưỡi nha. Thì tính luôn có khoảng sân này luôn rồi của anh chị nha, là mới được 3m rưỡi nè. Hồi xưa nè của anh chị, hồi xưa nó vẫn còn cái thềm đường nè của anh chị thấy không, vẫn còn cái thềm đường nè. Giờ chủ nhà người ta làm mở rộng ra rồi, mở rộng ra để khu vực này mình đậu xe được nha. Cái phần này là phần đất của nhà mình nha, ở trên sổ là nó có thể hiện nha của anh chị. Thì mình đậu được 2-3 chiếc nè, 3 chiếc ở ngay góc này được nè, với lại mình đậu một chiếc ngang ở bên kia nữa là được 4 chiếc nha của anh chị ha. Căn này thì một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Cái căn này mua cho con cái mình đi học hoặc là mình mua mình cho thuê nó cũng được của anh chị. Ngang 3m1, dài là 7m rưỡi. Rồi Nguyễn Hoàng di chuyển vô bên trong nha. Không gian này là không gian ở dưới trệt nè. Cầu thang của nhà mình thì nằm ở góc bên này, bên tay phải này, để mình di chuyển lên bên trên. Lên bên trên đó thì sẽ có hai phòng ngủ với lại một cái nhà vệ sinh. Còn không gian này là gian bếp của ngôi nhà của mình nè. Bề mặt thì bằng đá nha của anh chị. Ở không gian này là bề mặt này là bằng đá nha. Bằng đá. Bên này nó có cái bồn rửa chén nè. Bồn này thì inox 304 nha, sâu lồng nha quý anh chị. Rồi bên trên thì có kệ chén để mình để đồ. Đó, có cái tay nắm luôn nè, tay nắm của hệ thống tủ nè ha. Tủ này bằng tủ gỗ nha quý anh chị. Đó, tủ gỗ nha. Đó, tay nắm hệ thống tủ nè quý anh chị thấy không. Đó, có cái là lò xo đàn hồi luôn ha. Lò xo đàn hồi luôn. Bên dưới cũng có luôn quý anh chị. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước quý anh chị. Cái đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở góc bên này. Ở đồng hồ điện thì nằm ở đây nè. Còn đồng hồ nước thì ngay góc đó đó của anh chị thấy không? Có cái ngay chỗ cái góc màu đen đen đó đó là cái hộp đồng hồ nước đó của anh chị. Đồng hồ nước tại vì hồi xưa là cái nhà của mình đó là cái đường nó ra tới ngoài đó là cái nhà của mình nó dài ra tới ngoài đó là của anh chị.
sau này thì chủ nhà làm ngắn nó vô ha, làm ngắn vô nha quý chị ha. Ở đây thì để Hoàng đếm thử coi được bao nhiêu viên gạch nha quý chị. 1 viên, 2 viên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên. 10 viên đó cô chú anh chị. Ở đây khoảng cỡ 10 viên gạch, 10 viên gạch hơn nha. 10 viên gạch hơn, tính thêm tường nữa là khoảng cỡ chừng là 6 mét hơn cô chú anh chị nha. Là phạm vi ở bên trong đây là còn được 6 mét hơn. Cái phần ở đó là hết 1 mét tư đó cô, 1 mét rưỡi đó cô chú anh chị. Phần đó đó, chiều dài ra tới rồi đó là khoảng hết 1 mét rưỡi nha. Khoảng hết 1 mét rưỡi, còn bên trong này thì còn khoảng cỡ 6 mét hơn. Ở bề ngang khúc đầu là 3 mét mốt của anh chị nha. Ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực toilet của ngôi nhà của mình nè của anh chị. Không gian này là toilet của ngôi nhà của mình nha của anh chị nha. Ở đây thì cửa là chủ nhà làm là cửa nhôm sinh pha hết nha. Ở bồn cầu nè của anh chị, bồn cầu của ngôi nhà của mình nè. Gạch thì ốp cao ráo lên tới bên trên luôn, vòi sen nè của anh chị. Ở đường dây điện nè của anh chị thấy không, đường dây điện nè, gạch ở dưới là gạch nhám nha, gạch nhám chống chân trượt của anh chị. Ở bên trong đây thì chủ nhà không có làm cái lavabo ha. Cái này là cái dây điện để cô chú anh chị mình có thể mình làm cái máy nước nóng ở đây nè. À, gắn cái máy nước nóng ở đây nha, gắn cái máy nước nóng ngay góc này. Chắc là nếu cô chú anh chị mình rửa tay rửa đồ thì mình ra ngay chỗ cái bồn rửa chén này luôn nè ha, rất là tiện nha. Ở khỏi phải làm trong này, làm trong này thì hơi chật cô chú anh chị. Tại vì nó nếu mà làm trong này là cái cửa của chú anh chị mình không có mở ra hết được, vậy nó sẽ bị dướng cái lavabo ở ngay góc này ha. Thì chủ nhà làm cũng khá là tiện rồi của chú anh chị. Ở đây dưới đây thì mình cũng thể đậu được 3 đến 4 chiếc xe trong nhà cũng được nè. Nếu mà mình xác định là mình đậu trong nhà mình không có để bộ bàn ghế thì ok, còn mình để bộ bàn ghế đồ nữa thì chắc khoảng có 2 chiếc thôi. Nhà mình thì vẫn có khoảng không gian ban công để cô chú anh chị mình có thể mình phơi đồ, rất là tiện nha của anh chị. Cầu thang thì ở đây nè của anh chị. Cầu thang này thì chủ nhà đúc bê tông cốt thép nha. Bề mặt đi thì bằng đá mây bồ ha. Tay vịn thì bằng gỗ nè. Kính cường lực nè của anh chị. Mấy cái tấm này là mấy tấm kính cường lực nha. Ở di chuyển lên bên trên đây. Ở bên trên nó sẽ có hai phòng ngủ và lại một cái toilet nằm ở cái góc này. Góc này của anh chị, toilet thì nằm ở giữa nha. Ở phù hợp cho hai phòng để mình sử dụng luôn. Ở bên trên thì chủ nhà cũng có làm cái hệ thống đèn cầu thang nè. Họ làm đầy đủ hết rồi. Phòng này là phòng thứ nhất của ngôi nhà của mình nè quý anh chị. Chủ nhà có chừa sẵn cái đường ống dây đồng để của chúng chị mình gắn máy lạnh nè ha, chừa sẵn cho mình hết rồi. Ở hệ thống của đèn ở bên trên là đèn led âm trần nha quý anh chị ha. Ở bên này sẽ là một phòng ngủ nha. Một phòng ngủ, phòng này thì 2 viên rưỡi gạch nha quý anh chị. 2 viên rưỡi gạch khoảng cỡ chừng là mét rưỡi hơn, mét 6 á. Khoảng có mét 6. Căn này thì cô chú anh chị mình mua cho sinh viên ở, con cái mình đi học ở trên đây là ok. Tại vì ở đây thì gần ngay chỗ đồng hồ với lại ngay chỗ góc trục đường đồng hồ. Với lại cái trục đường Lạc Long Quân và cũng gần ngay chỗ Lý Thường Kiệt luôn. Mình hướng đi ra bên chợ Tân Bình nó cũng ok của anh chị nha. Ở gạch ở dưới gạch nhám chống chân trượt nha. Đó. Còn gạch ở bên trên này thì chủ nhà ốp cao lên tới bên trên kia luôn. Chừa sẵn cái đường dây điện cho quý anh chị mình gắn cái máy nước nóng nè. Bên này sẽ là lavabo của ngôi nhà của mình. Ở bồn cầu, cửa này là cửa nhôm kính nè. Cửa này nhôm kính nha quý anh chị. Rồi lối này mình di chuyển ra đây là một phòng nha. Phòng ngoài này nó sẽ bự hơn nha quý anh chị. Phòng ngoài này nó tới 1 viên, 2, 3, 4 viên lận. Với lại thêm một miếng ở đây nữa. Thì phòng ngoài này nó khoảng cỡ 2m4 đó cô anh chị, 2m4 hơn, khoảng có 2m5 ha. Ở bên trên hệ thống đèn led mâm nè, rồi đèn led âm trần, với lại chủ nhà có làm thêm cái đèn led dây nè cô anh chị. Cửa này là cửa gỗ nha cô anh chị ha, cửa này bằng gỗ, tay vịn thì tay nắm là bằng inox 304 nha cô anh chị ha. Ở đây thì có cửa sổ nè. Có cửa sổ ở đây của mình nè ha, không gian cửa sổ nè, có rèm cửa luôn, trang bị sẵn cho mình luôn rồi. Cửa thì toàn bộ là chủ nhà xài là cửa nhôm sinh pha hết. Ở cửa sổ nè, cửa chính nè, cửa nhôm sinh pha chỉ có hai cái lớp cửa phòng này thôi. Hai lớp cửa phòng này thì chủ nhà làm bằng cửa gỗ nha. Bên kia với bên này nha cũng chị.
Còn toilet hay gì đó thì chủ nhà làm nhôm sinh pha hết. Ở đây thì có chừa sẵn cái đường ống dây cáp nè, để cô chú anh chị mình làm đường ống dây cáp nha. Ở không gian của ban công đây của chú anh chị nha. Ở không gian ban công có lan can đồ đầy đủ hết ha. Lan can thì inox 304 nha. Lan can inox 304, có cái đường ống phễu thoát nước ở ngay góc này luôn ha. Bên tay trái này nè của chú anh chị. Ở cửa thì cửa nhôm sinh pha. Ở hướng đó ra ngoài đó là hẻm xe hơi xe tải rồi của chú anh chị mình di chuyển được nha. Cách khoảng có 5 mét thôi là ra tới ngoài đó rồi. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 43/20/2 đường Đồng Hồ thuộc phường 8 quận Tân Bình. Căn này có bề ngang là 3m1, chiều sâu vô trong là 7m rưỡi nha quý anh chị. Hiện tại là trên sổ như vậy thì Ngũ Hoàng báo theo cái diện tích trên sổ nha quý anh chị nha. Có kết cấu một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình đó là hiện tại là đang thuộc cái hướng chánh này á, là đang thuộc hướng nam nha quý anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc hướng nam. Hướng này là hướng nam của anh chị nha. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được nha quý anh chị. Chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng căn nhà này là 2.800.000.000, giá này thì vẫn còn bớt nữa của anh chị nha. 2.800.000.000 giá vẫn còn bớt nữa. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay nha, để mình qua mình xem nha. Ưng ý thì mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha quý anh chị ha. Và bây giờ thì Ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha quý anh chị. Và bây giờ thì Ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.